làm gì vậy? Mày phải quyết định lễ đi chứ. Bây giờ sắp tới giờ làm lễ rồi, tao mới phát hiện ra là tao không yêu Mai. Không yêu thì đừng có cưới. Quyết định chưa? Taxi tới rồi đó. Rồi anh sẽ tìm cho chú mày một người vợ ưng ý. Tao kêu thằng Nam rồi bỏ cái đám cưới vậy, có thể le ra vậy nè. Không phải con xui, mà là con nói có cơ sở khoa học bói toán đàng hoàng. Đúng và tốt. Wow, dân miền biển chắc quá ha. Dạ. Sao làng chài này có thằng trắng thế nhỉ? Tao nghĩ nó xài kem trộn đấy. Tao xài kem trộn mắc mới tới mày. Nó là làng chài tao ở thành phố mà nó trắng hơn tao, tao tức. Ôi dồi ôi, hoa đẹp quá mày ơi. Tao nghĩ nhà này không nhất thiết để trồng hoa đâu. Ê, mày làm cái gì vậy Lót? Tao thấy phim Mỹ nó hay làm thế. Dạ, anh cho em một ly nước mơ. Mơ? Dạ dạ, mày anh gọi em à. Ngày mai em sẽ tỏ tình với cô ấy. Đừng vì cô gái mà làm để ảnh hưởng tính mạng của mình. Đừng để tính mạng bị ảnh hưởng bởi một cô gái. Đừng khinh suất cái tư số. Em không quan tâm đến tư số. Anh em, em đã có người yêu rồi. Nguyệt Nga. Anh Vinh.